shop@nvl.com, shop bán ạt giá rẻ uy tín, bán tất cả các loại ạt, nạp cạc, thẻ cào và có những vòng quay may mắn để mà quay thứ vòng may của mình. shop@nvl.com. Má, vì sao kêu ông con nhà mà thấy ông đem gọn đây không má? Vậy mà tin tướng á, có biểu nó coi nhà của đồ mà nó đi vậy. Con đang cầm máy quay vậy. Chứ quỳ má chi. Ý gì giờ con như má phó học trôi ông không đấy. Má hay lại giờ con đập ô khóa học con giả bộ có trộn vô nhà hả má ăn trôi ông cho ông nhớ đâu hả? Đập ô khóa hờ ô khóa sao còn ô khóa mất bỏ mà. Mấy trăm ngàn. Thì ý là mình phải đầu tư vô má mình làm vậy cho ông sợ cho thông. Má nói cái ông mình đi cái ông cũng đi liền không má. Thôi mình tin tướng à. Tin tướng gì vậy ăn trộm vô mẹ con còn phát hiện được là ông bỏ cái điện thoại ở nhà nữa. Bây giờ con giấu điện thoại xong đập bộ khóa ở giả bộ cho ông nha. Mẹ phối hợp với con những chút nữa giờ mai mới giả bộ với con nha. Đập bộ khóa hơi uống cho con. Ủa má mà thôi rồi bây giờ mình phải đầu tư với giờ sao bộ, cứ mỗi lần mà thôi mỗi lần mình đi là ông cũng đi à. Cứ mình đi trước ông đi xem. Nó tốn tôi già nó không dám. Đúng không? Dạ một lần ông vô nhà con giấu điện thoại luôn. Má. Má đập hử. Má đập hử. Lấy bố mà đập hử. Thôi đừng tiếp. Mẹ đập và hư cái ô khóa thôi nó lỡ hư luôn cái cửa ba cái gì ông la mẹ con mình tiêu quá. Rút ra rồi nè. Trời ơi. Trời. Đúng là tôi muốn to rồi nó. Giờ mình rút luôn. Bây giờ mình như má mình sẽ đập nha mấy bạn. Thôi đưa vậy gì nè, nó gì nè. Đúng. Đúng rồi, đây đây chết rồi. Mấy tạo những trường mấy đôi đây mình đôi chưa đây đấy đấy không cái búa cắt không đừng khiếp nữa mấy đôi dài luôn đấy đấy đợi im dài luôn chút nữa bây giờ mình như con như mấy đi ra chưa đứng đợi không giờ cắt cái gì đó hả mấy cắt cái búa bây giờ con đi vô con lượm điện thoại đồn giáo với con tạo hiện trường bên trong chút giờ mình sẽ đi vô tạo hiện trường bên trong với lượm điện thoại giấu nha mấy bạn. Ủa chàng lên đâu vậy? Ôi trời ơi! Quả đi đâu vậy? Quả chắc đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Quả chắc đâu vậy? Không có, đi đâu đâu? Mỗi hôm xuống đây, anh xuống đây mà. Có, đi đâu đâu. Mỗi hôm xuống đây, anh xuống đây mà. Xạo chó, xuống đây vậy, dạ tính đi đâu. Hay vậy thao vô nhà ơi, tự nhiên đi đâu chơi kêu cô nhạn chút một cũng đi à. Vậy nãy giờ chưa đi á. Chưa, đi đâu đi. Dịch đám cân chút một quật lại, giờ thấy mà đi liền vậy. Mà đi đâu bác? Nãy giờ con mất cái vô nhà đây mà mất cái chị ra xuống đây mà. Vậy thôi vô nhà đây đi vô nhà nấu của bên anh ơi. Con mẹ nó. Ủa nhà nhớ. Con mẹ nó. Tiền ném rồi hê. Quả tay ném đâu anh? Tay ném qua khóa cửa rồi hê. Đây nè, vô đất nè. Quả sao lạ mày. Nếu cái đàng hoàng mà. Quả sao nên? Quả nãy giờ anh ở nhà anh phá gì sao vậy? Phá đâu, một phá. Chứ sao kia rồi ô khóa, ô kem nó rớt rồi, ô kia ô khóa nó rớt rồi má. Ông phá gì chờ? Anh không biết, sao nó rồi hê. Quả không biết là sao? Sao không biết, anh ở nhà mà anh không biết. Quả chứ sao vậy anh? Chụp mèo. Chính mày rồi. Nãy giờ con chạy kêu ông trâu á. Nếu chọn á, nãy giờ con chạy kêu ông trâu á. Trâu cái hiểu thì mà. Vậy thì anh đi trâu á. Ờ, đi trâu, mới chạy về cho mấy. Chết rồi. Chết rồi, ông mới đi trâu mà sao ô khó bị sao vậy mẹ. Ôi trời, đi vô coi thứ ấy. Chứ sao ô khó nó bỏ ra vậy coi thứ. Chết rồi anh. Chú điện đài đồ đối đài hết chị trợ. Chú có nể nhớ tích điện rồi mà ta. Quả giờ sao chị không có thôi.
gì. Nhiều anh hổ đâu em ai hổ thì mà hả. Đây, ơi kìa. Chết mẹ mày đồ con. Mà ra chứ. Mày có nghỉ là một chỗ như này. Có nghỉ là một chỗ như này. Rút đi không. Tôi cần làm cái cây hãy cùng. Mẹ làm gì hả. Ừ. Mẹ làm gì. 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 Mày không chạy thoát nữa thì mày chết nhìn nhà tao không? Mày qua đây tụi mày đập mày chết luôn á. Trời ơi chết chứ. Anh cô tôi có mất đi nhờ. Mày nó ngồi đây tụi tên đó rồi rồng như có mất đi vậy. Nhưng mà anh cô tôi ơi, điện thoại được của anh đâu. Anh có cầm thoại đi anh gọi về đi. Điện thoại tôi chạy không? Mày muốn thoại nó làm rồng. Thì đấy nó làm rồng, anh gọi rồng mày. Mày cũng đưa điện thoại ra. Không nhà tôi người bạn thì con rồi đi chờ tiếp. Đấy cậu cầm cây nhỏ anh quên. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Không có hả nó, không có hả nó. Ủa, cái sao vậy? Ủa? Đụng mấy muốn mình cơ. À, muốn mình còn đâu này. Không có, không biết không? Còn chạy con. Tìm thứ ấy, anh tìm thứ ấy. Còn đứa con. Còn đứa này nó ngồi. Mày bị điên à? Mày mới dịch kìa, con mới dịch thôi. Con rầu, cửa sao chúng ta không chết rồi. Rầu, nó trốn ngõ xeo đi rầu. Xeo, lấy điện thoại rầu. No. Chứ mày do anh hết, ai biêu anh đi. Ủa, ôi, nãy nhớ đâu rồi ta. Thì giờ nó mơ của đây nó trốn rồi, có đâu nữa. Chết rồi. Ngủ đi đâu. Giờ sao, giờ mất điện thoại rồi. Tôi có mất gì nữa không? Giờ, nó đi ra đây là nó chạy rồi, chứ con đâu nữa. Vậy là phép mà được con kia chạy này, nó có đọc đâu không nhờ. Nhưng mà anh đi lâu chưa? Ừ. Anh đi lâu chưa? Anh đi thiệt lâu rồi chứ. Anh đi thiệt lâu rồi, nó lộn nó chạy mất dép rồi, có đâu nữa. Mày nhảy vô là điện thoại không đọc ô khó cho mình bước điên nhá. Đấy, cũng giờ anh nói đó. Giờ bó giờ chưa có khác chứ giờ làm gì mà đi kiếm giam cho mày coi nhà tin tướng mà vậy. Tôi chết cho làm gì nhà tướng. Điện thoại không được dùng sao nhỉ? Giờ lộn rồi, tao bây giờ biết sao anh khói xài điện thoại cho bây giờ do anh mà. Biết giờ nãy nhà mẹ. Ở camera. Camera giờ nhưng mà cái điện thoại anh kết nối camera mà giờ điện thoại đâu có. Mẹ cái đó mệt giữa mày cái rút. Chết. Nhận chưa? Dù sao em biết nào, anh mệt được ở chỗ kia ở nhà coi nhà đây không chịu. Ê, nhập rồi đây, coi đây con, nó sát cửa này mà sao không vô được, cây cây này mà sao không vô. Nó đập ổ quá, nó vô nhà luôn mà. Mày thấy không mẹ mình. Đừng khóc nữa mà không được buồn. Em xứng đáng với những nụ cười mà... Con chúc mạnh lên làm vậy thấy không? Tao đưa khép gì nữa, giờ khoai đừng nói muộn thoại nữa nha. Giờ đừng nói muộn thoại rồi gì nữa nha con. Mẹ điên dữ má, nó gọi ba ra má. Gọi công an đứng nghe, bây giờ em lấy điện thoại em, bây giờ em báo công an nghiệp. Điện thoại đâu nghiệp? Điện thoại em cất đâu. Tại đâu? Điện thoại em chạp pin rào mà sợ chạp pin nhà anh Tiếc này quên cầm gì rồi. Đụng má không biết anh trộm
vô nhà mình đó, chị cực đề thiếu tiền á anh. Em cũng nó cứ lụm tiền em không được. Tiền em cho em bao thì hết rồi, nó không có lụm được đâu. Thì rồi sao lụm được. Chù hơn quá, nó chưa lụm mấy cái hộp giam con đồ của em đi mất cơ. Không nghĩ chẳng còn đâu, tiền anh còn anh 2 bé có 1 triệu kìa. Nhưng mà cũng do anh, đáng đầu anh á, IPO anh đi chơi, em mở nói anh ở nhà của nhà anh, không ở nhà của nhà anh đi. Giờ đi đâu vậy? Thì nó sẽ có 1 ngàn cái lụm. Cái điện thoại của nhà thì sao? Thì sao nó không ăn vậy? Rồi nó lụm cái điện thoại thao cổ, theo cho nó ai dịch mà. Tin chứ, tin tới nếu là được. Rồi mày nói gì, hút lúc nào. Chứ sao nữa, dịch mà nó ở nhà, nó không có tiền nó mới lụm điện thoại chứ. Thao lộ, cua đi thay ngừng được anh cho anh rút kinh nghiệm. Đấy, mua ăn cái 13 anh xài chịu không? Cái mua ăn cái 13 anh xài chịu không? Chịu không nhờ? Ấy út mà. Là, em mua ăn cái bé. Đấy rồi, em dạy mà, em không lê anh nè. Sao không lê anh? Lê anh đi, tôi dạy ông ở nhà của nhà không? Ông chịu con nhà ông đi mà ông nói. Anh cũng biết đâu, anh cũng chạy qua xưa xóm mình đây chỗ ông trước nhà đây ngủ uống nước trà, ông chút đây mà vì đẹp uống nước trà mất cái điện thoại không điện phải mua 12 bữa ra nó nghiệp. Nhưng mà bây giờ anh hứa là từ nay tới giờ xe qua nhà anh coi nhà anh không đi tầm bậy mà cả nồi giờ anh ở nhà cũng có mới đi chút xíu mới đi chút xíu vậy hả, đại diện ở nhà coi nhà rồi. Giờ cái đẹp anh giờ nữa đẹp camera mà đẹp cũng đây anh liên kết điện thoại em thoải mái không nhiều. Điện thoại em không liên kết được đâu, đẹp mấy lắm đó điện thoại anh đâu dưới rồi, nếu mua anh mua bao nghiệp giờ anh hứa em nói chung là cùng tùy theo cái xem xét thứ anh như thế nào á. Giờ anh mua cái ổ khóa đi, giờ anh đi mua ổ khóa cho đâu à, đi mua ổ khóa đi. Bây giờ trời, giờ anh chạy lên anh báo chị xã phường á công an nhưng mà không có bằng chứng mà bây giờ mình đâu có bằng chứng gì đâu anh thấy không. Nó bằng chứng hết vô đó, người ta nói cùng ngủ đi chơi nữa mất cái điện thoại nữa chứ sao. Bây giờ anh xuống anh báo là người ta sẽ nói là thằng lên nó ngu đi chơi nó không chịu coi nhà mua ổ khóa nào cứng hả. Bây giờ anh đi mua ổ khóa viết một xíu nha. Đi giữ em dưới rồi không coi như cú đi thì ngừng được. Đi mua ổ khóa hả mẹ? Hình ra còn có tương tiểu mua ổ khóa. Hình ra không có tương tiểu mua ổ khóa. Ông tưởng đi mua ông sợ. Nói chung là anh lên nó sợ mấy bạn. Mà không biết có khi nào lỡ như ông đi ông báo không ai không biết. Có đâu, nó đi mua ổ khóa. Nhưng mà ông sợ người ta chửi ông ngu nên ông không dám đi báo ngoan rồi không á. Tôi công nhận má mình khá khó hay thật. Đợi thôi bây giờ chút nữa chắc gì mình cũng khai thiệt quá má. Chút cái thoại cho ông chứ lẽ giờ giấu luôn thoại nè. Làm lần cho nó quán vậy thôi. Nếu như mà mấy bạn thấy clip mà mình với má mình trôi hay thì mấy bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh cũng như là cho mình một thích gì ta, cho lượt thích nha mấy bạn. Nói chung là nhớ ủng hộ cho vợ chồng mình cũng như là má của mình nha mấy bạn. Bye bye mọi người, má.